Từ đêm nay, Bắc Bộ bước vào đợt rét đậm rét hại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh mạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Gần sáng và ngày mai, ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 130mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12 đến 14 độ, Bắc Trung Bộ từ 13 đến 16 độ. Trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm mai đến ngày 1 tháng 12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm trên một đợt, có nơi trên 300mm trên một đợt. Khoảng từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong hôm nay và ngày mai. Thời tiết thủ đô Hà Nội sáng và đêm nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực phía đông Bắc Bộ, sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.